Dạ chào hảo, mình là Kiro nè. Hiện tại thì mình đang ở bên server Trung Quốc. Và Mini World họ cũng vừa mới cập nhật thêm một phiên bản mới nữa mọi người ạ. Thực ra đây là phiên bản mà nó như kiểu là thêm một chế độ chơi ở trong sinh tồn vậy. Để nói một cách dễ hiểu, bạn nào mà chơi Minecraft ấy thì chắc hẳn là các bạn cũng sẽ biết là Minecraft thì nó sẽ có cái bản phiên bản thường này, cái phiên bản của Mojang tạo ra này, và ngoài ra thì nó sẽ có rất là nhiều cái bản modpack cho nhiều người chế tạo ra nữa. Vậy nên là Mini World ngoài cái phiên bản sinh tồn cơ bản ra thì giờ đây họ sẽ ra thêm nhiều chế độ chơi mới. Thực ra thì cái hướng này cũng đã xuất hiện ở những cái phiên bản trước rồi, ví dụ như đơn giản nhất là phiên bản zombie này, bảo vệ căn cứ chống lại cuộc tấn công của lũ thây ma. Như các bạn đã thấy thì ở ngay chính giữa của mình là chế độ câu cá này, và ngay bên cạnh là một chế độ zombie lúc nãy mình đã nói. Bây giờ thì mình sẽ click vào chế độ câu cá nha. À, bởi vì nó là tiếng Trung Quốc cho nên là mình cũng không có hiểu rõ lắm là nó sẽ có những cái mục gì. Nhưng mà đại khái thì khi mà nó cập nhật cái phiên bản này thì mình cũng đã nhận ra đó chính là người ta sẽ thêm nhiều chế độ chơi mới. Như thế nó sẽ đa dạng hơn ở trong sinh tồn. Tại vì là như các bạn cũng đã biết, bây giờ chẳng lẽ sinh tồn này cũng cập nhật mãi à? Ví dụ như là cứ thêm nhiều rồi thay đổi đi thay đổi lại ấy, thì nó cũng sẽ không có tạo ra sự khác biệt nhiều. Thay vì đó người ta sẽ tạo ra một cái chế độ mới luôn. Và ở đây thì các bạn thấy rằng là vẫn có cái cuốc này, vẫn có cái đuốc các thứ đầy đủ hết nha. Chỉ là ở phía dưới nó sẽ không có cái điểm kinh nghiệm sao thôi. Bởi vì nó là chế độ câu cá mà, cho nên là nó sẽ xoay quanh về cái việc là câu cá. Tất nhiên là bởi vì nó là chế độ mới nên là nó sẽ có những cái mục khác luôn. Ví dụ như đây là mục kỹ năng này. Thì khi mà chúng ta có những cái điểm để sử dụng để nâng cấp kỹ năng ấy, thì ví dụ như là câu chín hơn hoặc là câu may mắn hơn rất là nhiều luôn. Hoặc là câu được cá nặng hơn này, lưỡi câu sắc bén hơn, cái thứ rất là nhiều. Thì đây là kỹ năng của người câu này. Chúng ta sẽ phải cố gắng tìm kiếm điểm để có thể cộng vào những cái điểm kỹ năng này. Như mình cũng giới thiệu luôn thì ở đây là nó sẽ có những cái mục địa điểm câu này. Tại vì là mỗi một địa điểm nó sẽ có những loại cá khác nhau. Thật ra thì mình cũng đang phân vân một chút là nếu như mà với cái chế độ câu mới này thì liệu là nó có thêm nhiều cá hơn hay không? Ví dụ như là có đa dạng loại cá hơn các thứ. Đây là như kiểu ba lô rương á mọi người. À rương, đúng rồi. Như kiểu rương ấy, thì cái này nó sẽ là cái túi đựng cá này. Cây cối vẫn y chang nha mọi người. Các bạn vẫn có thể sinh tồn bình thường. Mình thì chưa rõ lắm là liệu là nó có đánh boss hay không, nhưng mà mình nghĩ chắc là không. Tại vì là xoay quanh thì vẫn là câu cá mà, chủ đề câu cá là chính thôi, cho nên là nó sẽ không có những cái như kiểu là đánh boss. Tại vì đánh boss thì chắc là vào sinh tồn thường mà chơi. Còn đây là phiên bản chế độ mới, cho nên là sẽ xoay quanh là các bạn hãy cố gắng sưu tập nhiều cá nhất có thể. Mình nghĩ rằng là đây là một trong những cái hướng đi mà khá là thú vị ở bên Mini World. Tại vì là chúng ta không thể cập nhật sinh tồn mãi được. Có cập nhật cỡ nào thì nó cũng vậy thôi, nó không có gì đổi mới cả. Và nhiều khi các bạn sẽ chê đúng không, các bạn kêu ôi rồi ôi chơi không hiểu gì cả, cập nhật nhiều quá em không hiểu, em không biết chơi như thế nào, em chán đấy. Thì giờ đây Mini World họ đưa ra một cái hướng mới là vẫn giữ nguyên sinh tồn cơ bản trước, thay vào đó là người ta sẽ thêm một cái mục nữa là mục chế độ chơi mới. Như thế thì ông nào thích chơi phiên bản sinh tồn cũ thì có thể chơi sinh tồn cũ, còn ông nào thích chơi chế độ mới thì có thể vào cái mục chơi chế độ mới. Ở đây có một căn nhà này mọi người, mình sẽ cố gắng là đi khám phá tham quan một chút nhé, để chúng ta xem là cái chế độ mới này thì nó có khác biệt như thế nào. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ câu cá rồi, người ta sẽ cho mình một cái cần này, tất nhiên là chúng ta sẽ có nhiều cái cần xịn hơn. Ở đây là một cái ngôi nhà này, có vẻ như là một cái nhà của không ai à. Mình thử chặt xem. Ừ mình vẫn chặt được nhá mọi người. Thử xem mà trong này không có gì luôn. Cái ghế này trông rất là đẹp ha. Có vẻ như là mình cũng đã hiểu ra được một phần nào là những cái mục, ví dụ như là những cái mục trang trí này này, thì hóa ra game họ thiết kế để dành cho những cái chế độ mới này. Hay phết. Bên này là khu băng tuyết này. Khu băng tuyết thì ở đây là hồ băng. Tất nhiên là đến với khu băng tuyết thì các bạn sẽ câu được những loại cá mới. Mình đang cố gắng là tìm kiếm những loại sinh vật lạ lạ một chút ha. Ví dụ như là ở đây, ừ cũng có những cái con động vật luôn, không khác gì cả, chỉ ngoài cái việc là thêm chế độ câu thôi. Các bạn thấy cái phiên bản cập nhật lần này thế nào? Mình thấy rằng là cực kỳ hợp lý luôn. Bây giờ là sẽ không có một ai phàn nàn gì về cái chế độ sinh tồn nữa. Tại vì là bây giờ đâu có sửa lại sinh tồn nữa đâu. Bây giờ là chỉ có thêm chế độ chơi mới thôi. Như thế thì chẳng ai chửi là kiểu đừng cập nhật này, đừng cập nhật kia nữa. Đấy, quá hợp lý luôn. Mình cũng hy vọng là nhiều khi mỗi người ta đưa lại những cái chế độ sinh tồn cũ hồi xưa vài ba năm trước vào những cái mục chế độ chơi mới này luôn, thì nó sẽ khá là hay ha. Kiểu như bạn thích chơi những cái phiên bản sinh tồn hồi xưa thì có thể lựa chọn. Đấy, khá là thú vị.